Rồi tiếp tục đến với miền Tây mình xem bà con mình thu hoạch lúa nha các bạn. Đây lúa quá đẹp luôn. Đây cũng trồng giống đài thơm nha các bạn ơi. Chỗ này nó hơi bị lúng. Có khá nhiều máy luôn các bạn ơi. Đây là bà con mình coi máy nha các bạn. Đang săn lúa nha các bạn. Bên trong đây cỏ không à, không có trồng. Cắt chặt đường luôn rồi. Lúng qua lúng.
anh em đang sang lúa ra các bạn ơi. Xa xa phía bên tay trái mình có con máy 105 nó đang cắt bển. Ở đây có người đi chăn trâu nữa nè các bạn. Đây có bà con quê mình đang coi cắt lúa nữa nè các bạn.